Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin làn sóng lây nhiễm mới tràn vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cảnh giác cao độ. Chiều ngày 30 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố 5 ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới tại Quảng Nam. Đây là những bệnh nhân đi chăm sóc người thân ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả 5 trường hợp được lấy mẫu vào ngày 28 tháng 7 và kết quả được đưa ra vào ngày 30 tháng 7. Dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 464 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là hình ảnh đường phố Đà Nẵng vắng bóng người vì lệnh cách ly xã hội được đưa ra từ sáng ngày 28 tháng 7. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, số ca mắc viêm phổi Vũ Hán trong cộng đồng ghi nhận là 48 ca tại 6 tỉnh thành phố bao gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với 5 ca mới này, Quảng Nam đã ghi nhận 8 ca mắc mới viêm phổi Vũ Hán. Việt Nam đang cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus corona mới sau khi thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các trường hợp lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng vào hôm 29 tháng 7 sau hơn 3 tháng. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 29 tháng 7 cảnh báo người dân không được lơ là chủ quan trong bối cảnh tình hình phức tạp với yêu cầu các đồng chí bí thư, chủ tịch của các địa phương phải ra tay, hệ thống chính trị phải vào cuộc và người dân phải cảnh giác thực hiện một số biện pháp đã được phổ biến. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi về sự ứng phó nhanh và hiệu quả đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ nước láng giềng Trung Quốc. Cuối tuần trước đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau gần 100 ngày khi một người đàn ông ở Đà Nẵng có biểu hiện bệnh và xét nghiệm dương tính với virus corona. Vào hôm 28 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rằng kết quả phân tích nguồn gen và virus từ các bệnh nhân mới cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện ở Việt Nam từ bên ngoài. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 29 tháng 7 đã ghi nhận trường hợp dương tính viêm phổi Vũ Hán đầu tiên trong đợt bùng phát mới. Trong đó, bệnh nhân nam 23 tuổi ở Hà Nội đã cùng người thân đi du lịch Đà Nẵng hồi giữa tháng 7 vừa qua. Đây là hình ảnh đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với 40 hộ dân sinh sống đã được lực lượng chức năng dựng rào và chốt chặn phong tỏa từ chiều tối ngày 30 tháng 7. Dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0 tức là nguồn lây nhiễm. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh chóng trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được cổng thông tin điện tử chính phủ trích lời nói khi chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống viêm phổi Vũ Hán vào hôm 29 tháng 7 tại Hà Nội. Và toàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ ngày 28 tháng 7 theo lệnh của Thủ tướng Phúc. Mọi chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng đã bị ngừng 0 giờ ngày 28 tháng 7, trong khi chính phủ sơ tán 80.000 du khách sau khi thành phố biển miền Trung trở thành điểm nóng và mới của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Việt Nam cũng đã ngừng cách ly toàn xã hội vào hôm 23 tháng 4 và mở cửa trở lại vào đầu tháng 5, chấp nhận tình trạng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Một số đường bay với các quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc đã được nối lại gần đây và dự kiến sẽ mở cửa cho du khách du lịch trong thời gian tới. Và cuộc sống ở Việt Nam dường như đã trở lại bình thường trong những tháng qua khi người dân đi du lịch trở lại. Tuy nhiên, việc hàng chục nghìn người vừa đi du lịch ở Đà Nẵng về đang đặt Việt Nam đã trở thành tình trạng giãn cách xã hội. Đây là hình ảnh khách du lịch rời khỏi sân bay Đà Nẵng trước giờ cách ly vào đêm 27 tháng 7. Tờ báo Việt Nam Express trong nước cho biết gần 20.000 người từ Đà Nẵng đã trở về Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào hôm 27 tháng 7 đã kêu gọi người dân tự giác chấp hành biện pháp chống dịch, đồng thời cần giữ bình tĩnh vì thành phố đã qua 105 ngày không phát hiện các ca mới trong cộng đồng. Trước khi đó, ca dương tính đầu tiên vào hôm 29 tháng 7. Cũng theo báo Việt Nam Express, hơn 18.000 người từ Đà Nẵng, nơi phát hiện ca nhiễm đầu tiên của đợt bùng phát mới, đã về Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp cuối tuần qua. Dù nguồn lây nhiễm các ca nhiễm mới chưa được xác định, nhưng chính phủ Việt Nam đã tiến hành một loạt các cuộc bắt giữ, gồm một người đàn ông Trung Quốc được cho là cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh lậu vào Đà Nẵng và Quảng Nam một cách trái phép trong thời gian qua. Thủ tướng Phúc tại cuộc họp thường trực của chính phủ hôm 29 tháng 7 cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới.
và Việt Nam cũng đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ tháng 2 khi chưa có ca nhiễm nào trong cộng đồng ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa 3 điểm liên quan mắc viêm phổi Vũ Hán vào ngày 29 tháng 7. Lực lượng chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11 và một con hẻm trên đường Hoàng Ngân, quận 8. Đây là nơi bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán tại Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên lui tới thuê trọ và sinh hoạt. Đường số 10 trong khu dân cư Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với 40 hộ dân sinh sống ở đây đang được lực lượng chức năng dựng rào chốt chặt, phong tỏa từ chiều tối ngày 30 tháng 7. Cũng theo một nguồn tin, việc phong tỏa này vì có người dân nghi đã bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Hiện người này đã được đưa vào bệnh viện và đang chờ kết quả cuối cùng. Theo ghi nhận, từ 17 giờ, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đã đến từng nhà dân kiểm đếm nhân khẩu. Chúng tôi đang họp để thống nhất phương án thực hiện. Trước mắt sẽ phong tỏa toàn đường số 10 và khoảng 40 hộ dân. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh cho biết như vậy. Đến hơn 19 giờ, mọi công việc phong tỏa được triển khai nghiêm ngặt trên toàn đường số 10. Người dân muốn ra vô đều được lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn. Và Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn từ 0 giờ đêm ngày 31 tháng 7, cấm tụ tập quá 30 người, đóng cửa quán bar và vũ trường. Đây là hình ảnh cảnh đông đúc suốt đêm tại phố đi bộ Bùi Viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cấm tụ tập quá 30 người ở nơi công cộng, đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng chống viêm phổi Vũ Hán kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến khi có thông báo mới. Và đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác, và khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài trường học và bệnh viện, và tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường. Và thành phố cũng khuyến khích họp hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến. Đối với các trường hợp hội nghị cần thiết phải tổ chức trực tiếp như các cơ quan của Đảng và chính quyền, phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế. Và tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang ngay tại cửa ra vào đối với tất cả mọi người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị. Đối với các cuộc họp, người dự họp phải đeo khẩu trang, hạn chế việc bắt tay, trao đổi ở khi đi gần, rửa tay trước và sau cuộc họp, tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Ngoài ra, đối với các hoạt động mang tính cấp thiết của các ngành y tế, như tổ chức hiến máu nhân đạo cần phải được tiếp tục và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế trong quá trình tổ chức thực hiện. Và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Và thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến khi có thông báo mới. Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Vũ Đức Đam nói cần phải tính đến tình huống xấu nhất trong lúc có các ca viêm phổi Vũ Hán đang tăng lên tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã nói cả hệ thống chính trị trước hết là ngành y tế cần chia lửa với Đà Nẵng. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh có thêm 7 ca nhiễm mới trong ngày thứ 3 28 tháng 7 với 3 bệnh nhân ở Quảng Nam và 4 người ở Đà Nẵng. Như vậy, trong 4 ngày qua 25-28 tháng 7, riêng Đà Nẵng đã ghi nhận 18 ca nhiễm, Quảng Nam 3 ca, Quảng Ngãi 1 ca và các ca ở Quảng Ngãi và Quảng Nam đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Trong tổng số 22 ca nhiễm mới trong cộng đồng cho tới nay, ít nhất có 2 ca được mô tả trong tình trạng nặng và phải thở máy. Một số nhóm bác sĩ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được điều tới Đà Nẵng để hỗ trợ cho các ca có bệnh nền và giảm tải cho gánh nặng y tế của thành phố này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán nói: "Cả hệ thống chính trị trước hết là ngành y tế cần chia lửa với Đà Nẵng, không phân biệt bệnh viện tuyến trung ương với địa phương hoặc địa phương với địa phương và không để xảy ra trường hợp nào tử vong. Chúng ta không bất ngờ trước tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng, nhưng trong chống dịch bao giờ cũng phải lường đến tình huống xấu nhất, tính đến cả tình huống xấu nhất. Và đến thời điểm hiện nay, các tỉnh thành phố như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có nguy cơ có những người liên quan đến Đà Nẵng, nhưng thành phố này hiện đang là ổ dịch."
và nhiều người dân tin rằng số người nhiễm virus corona trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều khi những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân mới chưa được phát hiện và xét nghiệm hết, còn nguồn lây nhiễm ban đầu vẫn chưa tìm ra. Đây là hình ảnh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân đã nói đặc biệt cần lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ông Nhân được dẫn lời trong phiên họp vào ngày 28 tháng 7 rằng đây là mối nguy cơ rất cao. Các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới đang gây lo ngại về làn sóng dịch lần thứ hai tại Việt Nam, nơi đã không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng suốt 99 ngày trước ngày 25 tháng 7. Các sinh hoạt và hoạt động kinh tế xã hội đang dần dần quay trở lại bình thường và Việt Nam bắt đầu nối lại các chuyến bay đến các quốc gia lân cận, trong đó có nước láng giềng Trung Quốc. Và sau khi các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, Việt Nam đã nhanh chóng sơ tán hàng chục ngàn khách du lịch ra khỏi Đà Nẵng, phong tỏa thành phố, dừng mọi hoạt động vận chuyển trong thành phố cũng như ra vào thành phố này. Các tỉnh thành, nhiều người từ Đà Nẵng trở về như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cũng kêu gọi người dân đi xét nghiệm và thực hiện cách ly để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Tình trạng viêm phổi Vũ Hán quay trở lại cũng đã gây ra quan ngại về khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng với trung bình khoảng 25.000 du khách mỗi ngày sẽ phải dừng mọi hoạt động dịch vụ trong 2 tuần lễ, khiến nền kinh tế của thành phố với mức sụt giảm hiện tại là 3,61% so với cùng kỳ năm ngoái càng thêm bấp bênh. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách cho đến năm 2020, trong đó có 3 triệu du khách nước ngoài. Nhưng mục tiêu này đang đứng trước nhiều khả năng bị phá sản vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Báo Tuổi Trẻ đưa tin trước mắt sẽ tiến hành xét nghiệm khoảng 10.000 người là nhân viên y tế, bệnh nhân ở các bệnh viện được phát hiện có ca lây nhiễm, người dân ở khu vực nguy cơ và người nước ngoài. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nhu cầu đặc biệt lưu ý đến tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ông Nhân được dẫn lời nói trong phiên họp vào ngày 28 tháng 7 rằng đây là mối nguy cơ cao, từ đó yêu cầu mỗi người dân, mỗi gia đình phải chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền và y tế địa phương để tránh lây lan ra cộng đồng và xác định rõ nguy cơ nguồn bệnh là từ đâu thì từ đó mới có các biện pháp giải quyết hiệu quả, ông Nhân nói thêm. Trong khi đó, chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện rà soát những trường hợp đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 8 tháng 7 năm 2020. Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung được dẫn lời xác định là Hà Nội là nơi nguy cơ lây nhiễm cao và do đó cần ngay lập tức thực hiện rà soát những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch Đà Nẵng. Kết quả rà soát ban đầu của các quận huyện cho thấy có khoảng 15.000 đến 20.000 người từ Đà Nẵng trở về thủ đô. Chủ tịch Chung đã nói như sau, mọi người tự giác chấp hành vì chính quyền có đi rà soát cũng không thể biết hết. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 với bản tin làn sóng lây nhiễm mới tràn vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cảnh giác cao độ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de